Xin kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên từ đêm qua sang đến ngày hôm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ, có điểm mưa to đến rất to, nên nắng nóng trên diện rộng đã chấm dứt tại các tỉnh thành miền Bắc. Dự báo cho đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ còn có nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung vào đêm và sáng. Còn trưa chiều thì còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở mức là 29 đến 32 độ. Cục bộ có nơi cao hơn, thời tiết dễ chịu so với thời gian qua. Với miền Trung, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua khu vực, nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Phú Yên sẽ có mưa rào và dông rải rác với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và tối. Còn ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn. Dự báo nhiệt độ trong trưa chiều mai tại hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ sẽ không vượt quá mức là 34 độ. Di chuyển sâu vào các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam tầng thấp vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết nơi đây, nên mưa dông diện rộng kéo dài, thời gian mưa tập trung vào thời điểm cuối ngày. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có gió nam, tây nam cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống ở mức là 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nhiều mây và có lúc có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nhiều mây, có lúc có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nhiều mây, phía Nam có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nhiều mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn 35 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.